còn có thể gợi ý cho chúng ta điều gì? Chúng ta ở trong rất nhiều lời giáo huấn của thánh hiền, nhất là có một câu nói liên quan đến việc học tập là học như bơi thuyền ngược nước, không tiến, ác lùi. Bởi vì học như bơi thuyền ngược nước, từng giây từng phút phải nhắc nhở mình có đang ở trong tinh tấn hay là không? bởi chỉ cần lười biến lập tức Thì liền bị lùi lại phía sau ngay Quá thật là Hiện nay cái xã hội này Là một cái thùng nhuộm rất lớn Chỉ cần bạn hơi không cố gắng Thì phong độ của bạn lập tức Liền đi xuống Cho nên nếu ở trong Cái thời đại này hiện nay Muốn có thể thành tựu được học vấn của mình Thì nhất định phải tinh tấn bền bỉ Không được phép ngừng nghỉ vậy nước còn có thể khiến bạn nghĩ đến điều gì? Hải nạp, bách xuyên hữu dung, nãi đại, hữu dung nãi đại là tất cả trăm sông đều tập trung về biển lớn, nó đều có thể bao dung, có thể dung nạp. cho nên đời người phải luôn luôn mở rộng tâm lượng của mình. Dùng cái tâm khoan dung để đối xử với mọi người Khi chúng ta cảm thấy phiền não rất nhiều Nhìn ai cũng dứng mắt Nhìn ai cũng thấy là rất khó chịu Vấn đề tuyệt đối không phải ở người khác Mà vấn đề là tại mình Cho nên bạn chỉ cần tâm lượng vừa mở ra Thì chướng ngại liền loại trừ Thật ra chúng ta nói đều là do người đó khiến tôi tức giận đi do người đó có lỗi với tôi cho nên thường thường sẽ hay tức giận là không thể bao dung tôi sẽ hỏi bạn hữu một vấn đề tôi nói theo logic mà nói không có người nào có thể bước vào nội tâm của bạn được lời nói này có đúng không theo logic mà nói không có người nào có thể bước vào nội tâm của bạn vì người thật sự làm tổn thương bạn là ai là chính mình Sao các bạn thông minh như vậy chứ Rất có tánh ngộ rồi Bài của chúng tôi vẫn chưa giảng xong Tánh ngộ của bạn đã khai rồi Câu nói này rất có ý nghĩa Ai đang làm tổn hại chúng ta vậy Cho nên tôi cũng làm một cái thí dụ Cho họ nghe Tôi nói hôm nay bạn từ trong phòng làm việc bước ra Vừa bước ra Ngay đó gặp một người đánh bạn một bạc tay ngã xuống Bạn dễ chưa đừng thần lại được Họ đã giận đùng đùng bỏ đi rồi trong tâm bạn nghĩ hôm nay thật xui xẻo có thể họ nhận nhầm người rồi bạn lập tức liền bỏ qua không trách anh ta một bàn tay không trách anh ta nhiều lúc hôm nay về đến nhà chồng của bạn uống rượu trạng thái thật không tốt đánh bằng một bàn tay cùng một bàn tay giống nhau bạn lập tức nói suốt đời này tôi sẽ không thể tha thứ anh tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh cùng một bàn tay giống nhau mà hiệu quả khác nhau nhiều như vậy Xin hỏi ai tạo thành hiệu quả khác nhau nhiều như vậy Là chính mình đúng vậy Cho nên ai khiến chúng ta giận vậy Ai khiến chúng ta đau khổ Đều do mình cưỡng cầu Đều do mình chấp trước Cho nên không phải do người khác gây khó dễ cho chúng ta Mà do Tự mình gây khó dễ cho chính mình Khi người hiểu rõ cái chân tướng này mà mới dần dần hiểu được cái gì cần phải buông xả Cho nên chúng ta thường thường đều hay nói họ cần phải như thế nào Họ phải biết sao họ ngay cả điều này cũng không biết Kiểu nói này chúng ta thường hay nghe thấy Tôi liền lại nói với họ Họ giống dĩ là không biết Bởi vì Cái thời đại này Đã bị mất đi giáo huấn thánh hiện Hai ba đời rồi Cho nên con người căn bản của làm người Làm không rõ ràng thực ra chúng ta nhìn thấy người như vậy đều cảm thấy họ rất đáng thương đâu còn thời gian để giận dữ với họ cho nên chúng ta nói người trước bất thiện không biết đạo đức do không được dạy chớ quở trách họ không nên quở trách họ mà nên càng đáng thương họ hơn họ ở chỗ đó tự cam lòng sa đọa tự đào mồ chôn mình mà lại không kéo họ lên thì sau này họ sẽ rất thê thảm cho nên giờ lúc này không nên nổi giận với họ, trái lại cần phải sanh khởi lòng bao dung, sanh khởi tâm từ mẫn với họ, phải giống như biển lớn vậy, có bao dung mới lớn. Chúng ta hãy thử xem sông Trường Giang của chúng ta, sông Hoàng Hà của chúng ta, dòng nước lớn này liên tục chảy gì đâu vậy? đều chảy về phía đông, chảy gì đâu vậy? Đều chạy dị phía đông Tuy đó có muôn trùng gặp ghềnh Nhưng mục tiêu của nó có thể thay đổi hay không? Không có Mà lại trước sau tuôn chạy dị phía đông Đại biểu một người rất có chí hướng Chí hướng không đổi Nhưng mà có thể chạy thẳng ngang qua được hay không? Không được Đời người đâu có thể thuận lợi như vậy được Đời người chuyện bất như ý Thường chiếm đa số vào lúc này núi không chuyển thì đường chuyển được không chuyển thì người tự mình chuyển cho nên có khi phải công chúng ta nói phải biết co biết duỗi có lúc cần phải biến thông thì phải biết biến thông phải biết thuận theo thời thế mà làm nhưng mà luôn luôn biết rất rõ mục tiêu ở đâu ở phía đông mục tiêu ở thành tựu con trẻ Mục tiêu ở thành tựu người có duyên quanh mình Cái mục tiêu này không thay đổi Nhưng mà làm sao làm được Tùy lúc tùy nơi cần xem xét tình thế Cho nên sông Trường Giang của chúng ta Sông Hoàng Hà của chúng ta Rất nhiều sông lớn của chúng ta Đều là rất có chí hướng trôi chảy về phía đông Khi bạn nhìn thấy một hồ nước trong suốt Có thể nhìn thấy đáy như vậy ở trong cửa phật lúc cúng tế chúng ta mỗi ngày lễ phật xong đều có rót một ly nước trong cái ly nước trong này có phải để phật uống hay không không phải cái ly nước này điều quan trọng nhất là phải nhớ kỹ lời chỉ dạy của phật bồ tát nói với chúng ta luôn luôn nhắc nhở tâm của chúng ta có trong suốt giống như nước hay không hay là bị ô nhiễm khi bị ô nhiễm rồi phải làm thế nào phải mau mau loại bỏ ô nhiễm đi khi tâm con chưa bị ô nhiễm phải phòng ngừa ô nhiễm lúc chúng ta bước vào sơn môn có phải thấy có tứ đại thiên dương hay không thiên dương đa văn phương bắc tay cầm là gì là dù che mưa có phải ngày thích cầm dù che mưa hay là ngày thích thu thập dù che mưa hay không không phải thiên dương đa văn là đại biểu cho khi ở trong cái xã hội hiện đại bùng nổ tri thức này phải biết phòng ngừa những tư tưởng quan niệm sai lầm này khiến bạn ô nhiễm cho nên một người không phải trước tiên cần xem thật nhiều sách mà một người trước tiên cần có khả năng phán đoán của lý trí họ mới đi hấp thu rộng rãi tri thức mà muốn xác lập lý trí và khả năng phán đoán của một con người cần dùng phương pháp là gì cần học tập kinh điển thánh hiền mới có khả năng tạo ra khả năng phán đoán như vậy cho nên cái ly nước này nói với chúng ta không được bị ô nhiễm cần phải phòng ngừa ô nhiễm sau đó phải xem xem tâm của mình có thanh tịnh hay không tâm của một người chỉ cần thanh tịnh rồi thì trí huệ họ liền khai và chúng ta thường hay lấy nước để rửa sạch rất nhiều đồ dơ bẩn cho nên nước cũng đại biểu cho giáo dục giáo hóa đem những tư tưởng quan niệm sai lầm của chúng ta tẩy rửa sạch sẽ cho nên cái nước này Quá thật là Trong khi chúng ta có tánh ngộ Thì có thể thể hội được từ trong nước Rất nhiều đạo lý Làm người xử thế Vừa mới nói đến người thiện người ác Đều là thầy Thậm chí là trời đất dạng vật là thầy Và những sự việc mà bạn gặp phải Cảnh giới cũng là thầy cảnh giới mà chúng ta gặp phải không ngoài hai loại một loại là thuận cảnh một loại là nghịch cảnh đạo đức học vấn của một người có phải trốn vào trong núi mà thành tựu hay không có phải không tuyệt đối không phải đạo đức học vấn của mọi người đều là từ trong đối nhân sự thế không ngừng rèn luyện không ngừng nâng cao gọi là trải qua sự để luyện tâm ngày nay chúng ta đã học đệ tử quy nói phàm là người đều yêu thương thói quen giống dĩ nhìn thấy loại tình huống này thì nóng giận lập tức nổi lên bỗng nhiên nghĩ đến phàm là người đều yêu thương thì liền nén giận xuống đây chính là trải qua sự để luyện tâm cho nên một người Khi tiến bộ nhanh nhất Là thuần cảnh hay là nghịch cảnh gì Khi gặp nghịch cảnh Cho nên phải cảm ơn nghịch cảnh Cảm ơn khó khăn Cảm ơn tôi luyện Nếu không như vậy Thì tiềm năng của chúng ta Trí huệ của chúng ta Không thể rèn luyện để khai mở ra được Trong khi chúng ta có loại thái độ này Thì sẽ không sợ khó khăn Biết Tôi luyện bản thân biết nâng cao cảnh giới của mình Cái gọi là ngọc không mài dũa Không thành đồ hữu dụng Người không học Không biết nghĩa Sau này đứng trước nghịch cảnh cũng là thầy Thuần cảnh sẽ khiến người ta dễ dàng mất phương hướng nhất Tất cả việc sai lầm Có lẽ đều tạo ra ở trong lúc thuần cảnh Cho nên đứng trước thuần cảnh Phải biết luôn luôn nhắc nhở mình Không được phép buông thả không được phép tự đại Phải luôn luôn nhắc nhở mình Ta có được thuận cảnh như vậy Là do bao nhiêu người dung đắp cho ta Phải thường mang lòng cảm ơn Như vậy thuận cảnh nghịch cảnh đều là thầy